Chào cả nhà nhé, hôm nay cho mọi người xem một ca trám răng hàm bị sâu mọi người nha. Mọi người nhớ ấn follow kênh TikTok của em để xem nhiều clip hay nhé. Đấy là cái quá trình vừa lấy những cái tổ chức sâu ra ngoài nha mọi người. Và bây giờ đang làm sạch này. Đó. Đấy, và bắt đầu tiến hành trám mọi người nhé. Mọi người ai đang bị tình trạng răng hàm bị sâu như thế này thì nên đi thăm khám sớm và mình nên trám sớm để giữ được răng mọi người nha. Đối với tình trạng mà phần bị sâu răng ấy nó nhỏ thì mình có thể lựa chọn phương pháp trám, còn nếu như mà nó bị sứt mẻ quá nhiều thì mình nên lựa chọn phương pháp là mình bọc luôn răng sứ để đảm bảo ăn nhai được tốt hơn mọi người nhá. Nếu mà mọi người bị sâu như thế này mà không đi đến nha khoa thăm khám sớm, đi trám sớm đi ấy, thì là mình cứ vậy mình ăn uống và răng bị sâu nó sẽ vỡ dần ra và dẫn đến mất răng. Mà khi mất răng thì cái việc mà làm lại và điều trị nó sẽ khó.